Theo sử liệu, đình Vạn Yên thuộc khu Vạn Yên, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, nằm trong cụm di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đình nghè chùa Vạn Yên được xây dựng vào thời Lê Trung Hưng. Vào thời Nguyễn, đình nghè Vạn Yên nằm trên địa phận thôn Vạn Yên, thuộc tổng Vạn Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Yên, nay là thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Theo thần tích, sắc phong của làng Vạn Yên thì đình Vạn Yên thờ các vị thành hoàng làng, Không Lộ tôn thần, vị thiền sư tài giỏi có phép biến hóa dị thường, đồng thời là một danh y nổi tiếng, có công lao to lớn với đất nước. Phạm Phu Tế tôn thần, vị thần có công đánh đuổi giặc Nguyên ra khỏi bờ cõi nước ta. Cao Sơn Đại Vương tôn thần, vị thần có công dẹp nạn hổ dữ, đánh đuổi quân Thục ra khỏi đất nước. Việc thờ cúng các vị thần tại làng Vạn Yên đã tồn tại bao đời nay và mang giá trị tinh thần to lớn. Theo sử liệu, đình Vạn Yên được xây dựng từ thời Lê. Từ lúc khởi dựng cho đến nay, đình đã trải qua nhiều lần trùng tu sửa chữa. Lần sửa chữa lớn nhất là vào năm Bính Dần 1926, mà hiện nay vẫn còn dòng chữ Hán ghi lại việc này khắc dưới câu đầu tiền đình. Do vậy, đình không còn giữ được hình dáng kiến trúc như lúc khởi dựng, nhưng hệ thống vì kèo mang phong cách nghệ thuật thời Lê thì vẫn được bảo tồn, đồng thời có sự nối tiếp của nghệ thuật thời Nguyễn cho đến ngày nay. Nhìn bề ngoài, đình Vạn Yên có hình dáng kiến trúc chữ đinh, được xây dựng kiểu tường hồi bít đốc, quy mô không lớn. Tuy nhiên, khi bước vào bên trong đình, khác hẳn với kiến trúc bên ngoài thì hệ thống cột kèo, đầu dư, ngé đều được làm bằng gỗ, chạm trổ công phu tỉ mỉ các đề tài tứ linh, long, lân, quy phụng, rồng ẩn trong lá, hoa lá cách điệu, hoa văn gấp khúc, xen kẽ là các đám mây khá tinh xảo. Đặc biệt trên các bộ vì nóc, bức cốn, nghệ nhân đã sử dụng kỹ thuật chạm lộng và chạm bong kênh các hình sồng, phượng, rùa, nghê với các tư thế uốn lượn trong mây và lá cách điệu. Các con vật được chạm trên các bộ vì đình Vạn Yên mang đậm phong cách nghệ thuật thời Lê. Phượng luôn trong tư thế sải cánh như đang bay, rồng có vẻ mặt dữ dằn, chán rô, mắt lồi, mũi sư tử có sừng và râu. Với đường nét chạm trổ tinh vi sắc sảo, kết hợp với kỹ thuật chạm lộng, chạm bong kênh, nghệ nhân đã khéo léo tạo cho mỗi bộ vì, bức cốn tại đình Vạn Yên trở thành một bức tranh vô cùng sinh động. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, nhưng đến nay về cơ bản, đình Vạn Yên vẫn giữ được những yếu tố gốc cấu thành di tích như kết cấu vì kèo bằng gỗ, những mảng chạm khắc tinh xảo trên các bộ vì, bức cốn, một số hiện vật thời Lê và thời Nguyễn được lưu giữ tại đình đã phản ánh phần nào nguồn gốc lịch sử, quá trình tồn tại tạo nên giá trị nghệ thuật to lớn của ngôi đình. Càng giá trị hơn nữa, bởi đây còn là ngôi đình duy nhất trên địa bàn thành phố Hạ Long vẫn còn bảo lưu được những yếu tố gốc, cấu thành di tích, mang dấu ấn, phong cách nghệ thuật thời Lê. Kiến trúc từ xưa để lại, cái chỗ nào nó hư hại thì chúng tôi thay lại thôi. Đấy, chứ còn vẫn giữ nguyên cái cột, rồi các điêu khắc ở trên đầu xà, đầu... thì đều có, vẫn giữ nguyên vẹn. Như chúng tôi hiện nay biết như thế nào, chúng nhờ các cụ người trước để truyền lại. Thì chúng tôi cũng muốn là làm được cái việc gì các cụ đã để lại, mình làm được gì thì mình để truyền bá cho con cháu sau này, để nối tiếp cái công việc cha anh ngày trước mà thờ phụng các chư vị ở đình, ở nghè, ở đền, cho đảm bảo được cái lễ nghi. Trước kia, Cao Sơn Tôn Thần, Không Lộ Thiền Sư và Phạm Đại Tôn Thần được phối thờ ở nghè Vạn Yên gần đó. Chỉ đến ngày khai hội vào ngày 14 tháng 11 âm lịch,
gọi là lễ Đại Kỳ Phúc hàng năm mới được rước lên thờ chung ở đình. Lễ hội Đại Kỳ Phúc được tổ chức thường niên trong hai ngày 14 và 15 tháng 11 âm lịch với nhiều hoạt động như ôn lại lịch sử văn hóa đình nghè, nổi trống chiêng khai hội. Dâng hương, tế lễ, dâng lên các vị thần, các sản vật của địa phương. Nhân dân và du khách tiến cúng, dâng sớ lên các vị thần, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu cho quốc thái dân an, vạn đại trường tồn. Tổ chức rước kiệu, đưa Thánh Hoàng từ nghè về đình và từ đình về nghè. Ngoài lễ Đại Kỳ Phúc, trong năm, tại đình Vạn Yên, nhân dân còn tổ chức nhiều lễ hội khác như lễ Tiểu Kỳ Phúc vào ngày rằm tháng 2, lễ Chạp Thần vào ngày mùng 10 tháng Chạp, lễ Kỳ Yên vào ngày mùng 1 và ngày rằm tháng 4 âm lịch. Ngoài ra, còn có lễ Thượng Điền, lễ Hạ Điền. Đây là một cái hoạt động về mặt văn hóa tinh thần để phát huy và bảo tồn và phát huy sức mạnh cái giá trị văn hóa tinh thần của bà con nhân dân, không riêng gì của đối với lại phường Việt Hưng mà cả nhân dân trong khu vực, thông qua cái lễ hội đình nghè để cho bà con nhân dân tưởng nhớ công lao đóng góp của các thành hoàng đã gìn giữ bảo vệ quê hương đất nước, cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân tăng gia sản xuất, phát triển đời sống kinh tế cũng như là văn hóa tinh thần, và điều đặc biệt là cho cầu cho quốc thái dân an. Ông cha ta đã ghi lại là các vị thần hoàng ở đây không những bảo vệ cho dân mà lại còn giữ gìn đất bề cõi bờ ruộng bờ sông đất nước để giữ gìn đất nước cho tổ quốc được bình yên, thế mà giúp đỡ nhân dân, phù hộ cho dân mà phát triển về mọi mặt kinh tế, kinh thần ngày được khỏe mạnh và bình an. Phấn khởi, tự hào ở trên mảnh đất quê hương nơi tôi sinh sống có một cái cụm di tích lịch sử và hiện nay đã và đang được tôn tạo rất là nhiều lần rồi, nhưng lần này là được như là một cái đại coi là xây dựng cả một cái cụm di tích hoành tráng, sẽ trở thành một cái khu du lịch tâm linh và du lịch sinh thái xanh rất là đẹp, sẽ trở thành một cái trung tâm văn hóa của phường Việt Hưng. Trong các dịp lễ hội, bài vị thần được rước trên kiệu bát cống, xung quanh có lọng tre, lọng ngai, đồ rước thần được sơn son thép vàng. Ngày khai lễ hội Đại Kỳ Phúc, đoàn rước sẽ nghinh thần từ nghè lên đình. Đến ngày tan hội, thần lại được rước trở lại nghè. Lễ hội đình nghè Vạn Yên, nơi cư dân yên ả, bỗng rộn rã âm thanh, sáng lên màu cờ phấp phới cùng lễ phục trong ngày hội. Cả làng cùng hòa nhập, cùng chung khát vọng được sống tốt lành, được Thành Hoàng hộ mệnh cho từng cá nhân, cho làng xã. Sự thống nhất ấy đã được định hình từ xa xưa, được chất lọc và được thấm sâu vào ý thức mỗi người. Lễ hội đình được tổ chức thường niên vào dịp cuối năm nhằm tưởng nhớ các vị thần hoàng làng đã phù hộ bình an cho nhân dân, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, làng nghề phát triển, đời sống nhân dân thịnh vượng, đồng thời góp phần gìn giữ một nét văn hóa đẹp trong cộng đồng dân cư và quảng bá hình ảnh cụm di tích lịch sử đình nghè Vạn Yên đến đông đảo quần chúng nhân dân cũng như du khách thập phương biết đến lịch sử cũng như quá trình hình thành, phát triển của cụm di tích rất ý nghĩa này.